Với chương trình cùng chiêm cuối tuần thưởng thức và trải nghiệm do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức vào buổi tối thứ bảy hàng tuần trong khung giờ từ 19 đến 21 giờ tại quảng trường đoàn kết đường Anh Hùng Lúc thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai. Và trong chương trình hôm nay là phần trình diễn của các nghệ nhân người Gia Rai đến từ làng Lang Ba, xã Gia Đen, huyện Gia Rai, tỉnh Gia Lai. Trong số đó có
một số em có thể đang trong lứa tuổi tiểu học và đa số là các lứa tuổi đang là cấp 2 hoặc là cấp 3. Và đây là một tín hiệu đáng mừng bởi văn hóa truyền thống đang được truyền đạt từ đời này sang đời khác một cách rất là mạnh mẽ. Xin cảm ơn các nghệ nhân, xin cảm ơn quý khán giả. Chúng ta đang trong chương trình Cùng Chuyên Cuối Tuần thưởng thức.